Chào mừng các em đến với môn học Giáo dục thể chất lớp 2, bộ sách Chân trời sáng tạo. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Nguyễn Nhật Di, là giáo viên dạy thể dục trường tiểu học Đào Sơn Tây, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Sau đây các em sẽ được học chủ đề đội hình đội ngũ, bài 1, chuyển đội hình hàng dọc, hàng ngang thành đội hình vòng tròn. Trước khi vào nội dung bài học, thầy mời các em đứng lên và chuẩn bị khởi động cùng với thầy nhé. Hôm nay các em sẽ được học 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn. Nội dung thứ hai, chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn. Nội dung thứ ba, thầy sẽ hướng dẫn cho các em chơi trò chơi bỏ khăn. Nội dung thứ nhất, chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn. Mời các em quan sát ảnh. Đây là đội hình 4 hàng dọc tư thế đứng nghiêm. Sau khi nghe thầy hô khẩu lệnh, thành vòng tròn đi thường, bước. Các em lần lượt di chuyển ngược chiều kim đồng hồ thành vòng tròn, bắt đầu từ tổ 1 đến hết. Khi tạo thành vòng tròn, các em vẫn tiếp tục di chuyển để điều chỉnh vòng tròn cho phù hợp với địa hình. Sau đây thầy mời các em quan sát ảnh và video hướng dẫn. Sau khi nghe thầy hô khẩu lệnh, thành vòng tròn đi thường, bước. Các em lần lượt di chuyển ngược chiều kim đồng hồ thành vòng tròn, từ tổ 1 cho đến hết. Khi đã tạo thành vòng tròn, các em vẫn tiếp tục di chuyển để điều chỉnh đội hình sao cho phù hợp với địa hình sân bãi. Khi đội hình đã phù hợp, thầy sẽ hô khẩu lệnh đứng lại, đứng. Tất cả các em đứng lại mặt hướng theo chiều vòng tròn. Khi các em đứng lại mặt hướng theo chiều vòng tròn, thầy sẽ hô tiếp khẩu lệnh bên trái quay. Đồng thời tất cả các em thực hiện động tác quay trái để quay mặt vào trong vòng tròn. Sau đây thầy sẽ mời các em xem video hoàn chỉnh chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn. Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn. Chuẩn bị. Đội hình hàng dọc đứng nghiêm. Khẩu lệnh thành vòng tròn đi thường. Bước.
Cậu lệnh, đứng lại, đứng. Cậu lệnh, bên trái, quay. Các em vừa xem video chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn. Nội dung này các em thực hành cùng với anh chị và những người thân trong gia đình mình nhé. Sau đây các em sẽ cùng với thầy sang nội dung thứ hai. Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn. Chuẩn bị đội hình hàng ngang. Mời các em quan sát ảnh. Đây là đội hình 4 hàng ngang, tư thế đứng nghiêm. Khi nghe thầy hô khẩu lệnh, thành vòng tròn đi thường, bước. Các em lần lượt quay sang phải và di chuyển ngược chiều kim đồng hồ thành vòng tròn, bắt đầu từ tổ 1 đến hết. Khi đã tạo thành vòng tròn, các em vẫn tiếp tục di chuyển để điều chỉnh vòng tròn cho phù hợp với địa hình. Thầy mời các em quan sát ảnh và video hướng dẫn. Sau khi nghe thầy hô khẩu lệnh, thành vòng tròn đi thường, bước. Các em lần lượt quay sang phải và di chuyển ngược chiều kim đồng hồ thành vòng tròn, bắt đầu từ tổ 1 đến hết. Khi tạo thành vòng tròn, các em vẫn tiếp tục di chuyển để điều chỉnh vòng tròn cho phù hợp với địa hình. Khi điều chỉnh vòng tròn phù hợp với địa hình, thầy sẽ hô khẩu lệnh đứng lại, đứng. Tất cả các em đứng lại, mặt hướng theo chiều vòng tròn. Khi các em đứng lại, mặt hướng theo chiều vòng tròn, thầy sẽ hô tiếp khẩu lệnh bên trái quay. Đồng thời, tất cả các em thực hiện động tác quay trái để quay mặt vào trong vòng tròn. Sau đây, mời các em xem video hoàn chỉnh chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn. Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn. Chuẩn bị, đội hình hàng ngang, đứng nghiêm. Khẩu lệnh, thành vòng tròn đi thường, bước. Khẩu lệnh, đứng lại, đứng. Khẩu lệnh, bên trái, quay. Các em vừa xem video chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn. Nội dung này các em thực hành cùng với anh chị và những người thân trong gia đình mình nhé. Sau đây các em cùng với thầy chuyển sang nội dung thứ ba. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em trò chơi bỏ khăn. Trước khi bắt đầu trò chơi, thầy chuẩn bị một chiếc khăn nhỏ, tập hợp các em thành một vòng tròn và chọn một em làm người bỏ khăn. Các em còn lại ngồi xổm, mặt hướng vào tâm vòng tròn. Cách chơi: khi có hiệu lệnh của thầy, em cầm khăn chạy một vòng sau lưng các bạn và bỏ khăn sau lưng một bạn bất kỳ rồi chạy tiếp về vị trí cũ. Trong khi bạn bỏ khăn chạy, em cầm khăn chạy đuổi theo và dùng khăn đụng nhẹ vào lưng bạn, lần lượt các em còn lại thực hiện đến khi trò chơi kết thúc. Sau đây mời các em quan sát video hướng dẫn trò chơi bỏ khăn. Các em quan sát, khi có hiệu lệnh của thầy, em cầm khăn di chuyển quanh vòng tròn, sau đó bỏ khăn sau lưng một bạn bất kỳ, rồi tiếp tục chạy về vị trí của mình. Em bị bỏ khăn đứng lên, sau đó cầm khăn lại tiếp tục chạy quanh vòng tròn, bỏ sau lưng một bạn khác, cứ thế lần lượt cho đến khi trò chơi kết thúc. Các em vừa được thầy hướng dẫn trò chơi bỏ khăn. Trò chơi bỏ khăn giúp các em vận động cơ thể qua hoạt động chạy cũng như khả năng quan sát phán đoán. Qua trò chơi này, thầy mong giúp các em gắn kết tình cảm với bạn bè, với người thân và mọi người xung quanh. Như vậy các em cùng với thầy đã hoàn thành nội dung bài học hôm nay. Chúc
Trước khi kết thúc bài học, các em cùng với thầy thực hiện một số động tác để thả lỏng cơ thể nhé. Vậy là bài học đến đây đã kết thúc. Thầy cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe quan sát bài học. Do dịch bệnh, các em chưa thể đến trường được. Vì thế, ở nhà các em hãy chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt, mang khẩu trang đúng cách và thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em.